Chào tất cả các anh em. Hẹn họ thì tối hôm qua mình bán, thì sáng hôm nay mình anh em gửi hết rồi cho anh em rồi ha. Thì sáng nay mới nhận được cái này. Thật ra khui thì em khui rồi. Đây, khui thì em khui rồi. Nhưng mà nó mở ra anh em xem nó là cái gì để vui thôi à, vui thôi, chả có ý nghĩa gì. Còn chữ Hàn Quốc thì nó chính là cái này. Mua về để móc lại chơi. Ok, thật là xịn sò. Tất cả đều hội tụ ở đây. Văn Harmon rất là đẹp. Để em kiếm cái cây thước đo cho mấy anh em xem tổng chiều dài của nó là 45. Lưỡi chiều dài bén lưỡi là 30, ba phân dày thì 5 ly mấy, dày 5 ly, rất là đẹp luôn. Theo anh em, lên theo anh em giờ con này em nên để như vậy em chơi hay là em mài thành một cây katana rất là xịn luôn nha. Cầm 10 triệu bây giờ chưa chắc gì mua được cây này đâu ha. Đóng cán chốt lấy lưỡi đó thì anh em thấy sao? Hôm nay hàng thì không có đâu, thứ bảy mà, làm clip vui cho anh em thôi. Bên này là cái tên của cái người làm ra, bên này là tên của cái người được làm. Cây này thì cực kỳ chắc luôn, không biết đang suy nghĩ nên mài lại hay nên để dinh, mà thôi trước mắt mình cứ để dinh đi. Là lưỡi 40 nè, lưỡi 40 đó, đẹp lắm anh em ơi. Còn đây là cái cây dao quyền thoại mèo mini chuyên để bóc tem hàng, với lại chuyên để một là bóc tem, hai là để rọc thùng gói hàng. Còn đây để cây được trước thì cái này Sibian Clovia đó, thằng em nó may dùm cho cái bao da. Cái chỗ này là để bỏ cái shippo.
cái này thì để bỏ vô xe đi cắm trại. Cây này để không còn, cây này để chơi, cây này rất là xịn, hàng là hàng thủ công, hàng đặc, cán cầm chỉ, bỏ cầm chỉ. Rồi, chủ đề chính bán nó lên tí xem nó được gì, mưa hơi ồn ha, nên không cả đang làm clip chơi vui thôi. Nay cuối tuần mà không bán gì đâu. Ngày nay biết không, cà na chả có gì cao sang đâu. Xin được cho nó vui vậy thôi chứ. Cầm chục chai chưa chắc gì mua được cái trứng thiệt gì đâu anh em ha, anh hứa luôn á, chục chai chưa chắc gì có. Cái clip này lên làm vui cho anh em xem thôi ha, nó không có ý gì hết, anh em cũng đừng có thắc mắc thì cũng đừng có ném đá nha, nào vui mình nói vui. Cho anh em chiêm ngưỡng một cái cây tam tô cận chiến thế nào là tam hagane, mong thế nào là thép tama thôi, nói cho anh em biết cái sự thật đau lòng. Có một số anh em cứ bảo là ô kiếm nhật á, kiếm nhật á là tôi chặt cái cây sắt nó phải đứt, cây thép nó phải đứt. Nhưng mà xin lỗi anh em, mình không phải là samurai nhá, mình không phải là samurai cho nên mình không làm được cái chuyện đó đâu. Tamahagane thì nó là một loại thép gọi là thép ngọc, là một cái loại thép đặc trưng đặc thù của samurai để luyện lên những cái thanh kiếm gọi là tinh khiết nhất ha, sạch sẽ nhất và cao quý nhất đó, anh em thấy không? Rồi nó nổi văn hamon lên rất là đẹp. Cái này là mài nha, đó mài nha, chứ không phải là nhúng nhảy gì đâu ha, rất là đẹp. Rồi clip phe hàng tới đây thôi ha, bây giờ đóng lại đó, bây giờ mình đóng lên, mình bỏ nó vô lại để trước khi mình bỏ mình cho nó miếng dầu, đây là dầu dưỡng để làm chi, để hai cái chỗ nó áp sát cái chỗ này nè, nó không có bị oxy hóa, không có hư cái hàng của mình đó. Rồi bỏ cái này vô, bỏ cái cán vô đúng cái lỗ, đúng chưa, đúng rồi, lấy cái búa đóng cái chốt nó vô là xong, cứng ngắt, bỏ cái vỏ nó vô. Rồi xong một cây tamaha, một cây tam tô tamahagane. Thì hôm nay em để đây, lúc này em rảnh em làm xong, em restore nó xong rồi em cho anh em xem chiêm ngưỡng lại ha. Rồi, xin chào và cảm ơn các anh em.